kinh nói về kinh kinh Thái Cực Lưỡng Nghi, để quý vị nhận và chia sẻ, để quý vị nhận ra được những cái gọi là cái đẳng cấp, hay hoặc là cái góc độ mình đó đang hành là lập hạnh đó, là mình sẽ nằm cái khoảng nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con kính lễ Phật. Dạ, con kính lễ thầy. Dạ, em mến chào Quynh Cường. Dạ. Hôm nay thì hữu duyên Quynh đệ mình gặp lại nhau, thì trong màn cuối này thì nhờ Quynh chia sẻ về Phật pháp. Hôm nay có tiêu đề gì Quynh muốn chia sẻ lên để cho mọi người cùng biết, cùng tu trong thời buổi hạ ngoan ngày ở Quynh. Dạ, kính mời Quynh. Mời Di Đà Phật. Nam mô Cha Trời Mẹ Đất, Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chào quý vị và các bạn gần xa. Hôm nay mình cũng có nhiệm vụ là làm thị giả, tiếp tục chia sẻ vấn đề về hội thi về Long Hoa. Thì hôm nay mình chia sẻ về đề kinh. Kinh nói về kinh kinh Thái Cực Lưỡng Nghi, để quý vị nhận và chia sẻ, để quý vị nhận ra được những cái gọi là cái đẳng cấp, hay hoặc là cái góc độ mình đó đang hành là lập hạnh đó, là mình sẽ nằm cái khoảng nào, mình ở cái khoảng nào trong cái hạnh của mình. Và có thể nói là cũng là thánh trí tự chứng đó quý vị, là quý vị có thể nhận định được mình đã chứng vào cái khoảng nào, nằm vào cái khoảng nào. Vậy thì tôi xin làm nhiệm vụ ha. Hôm nay tôi là người thị giả nghe quý vị. Thì tôi sẽ thể hiện vấn đề chia sẻ đi quý vị nắm, và quý vị sẽ thấu hiểu. Thì đề có nghĩa là ghi vào bảng. Kinh có nghĩa là một cái con đường để cho ta nhận ra được cái hồi ngày xưa thì có kinh, còn thường ta múc kinh đó, nó cũng có hai bên, nó có hai con đường á Dương Cầm. Thì nó tượng trưng vậy đó. Kinh có nghĩa là giống như đường và là sông. Là cái dòng sông. Thì bây giờ mình nói về kinh vô cực ha. Vô cực là nó là một cái vòng tròn. Tượng trưng cho là vô cực. Như vậy thì vô cực, khi có vô cực á, thì sẽ có vô minh. Vô minh và vô cực đều sanh ra một lượt. Như vậy á, thì bắt đầu á, sẽ có là sẽ có là nhất vô là không, thì bắt xuất từ một, mà một là tất cả là một. Như vậy thì cái một này nằm đâu? Đây thì đây là một gạch tượng trưng cho Thái Cực, là tượng trưng cho có hai bên. Có thể nôm na là trắng đen ha. Âm dương đi, thì bây giờ ví dụ mình cho nó bên đây là đen thì nó là đen. Như vậy thì đã có Thái Cực rồi. Thì là đã có một rồi, thì tôi sẽ để cái số một. Đây là một. Một cũng tượng trưng cho là một tự. Tự có nghĩa là giống như là mình là người tự. Tự mình là một. Một tự thì là nhất tự, còn gọi là phải gọi là nhất tự. Như vậy thì tới là nhận biết được, là khi nếu mà nhận ra biết được là nó đã là số 1, là nó sẽ sanh ra tất cả. Sanh tất cả thì nó giống như sanh ra tất cả thì nó sẽ là có cái biết. Mà cái biết này là nó nằm ở đâu? Thì cái biết đây. Đây là tượng trưng cho cái biết.
Cái biết đó là nhận biết và có nhận ra lưỡng nghi. Thái cực bây giờ có cái biết là lưỡng nghi. Mà cái biết này thường thường cái chữ biết này quý vị, tôi ví dụ chữ biết nè, nó là gì? Là chữ bờ ha. Yeah. Nhưng mà tại sao cái này là nó hình vậy? Có nghĩa là ta sẽ biết được một cái bề của cái trắng. Cái bề của cái trắng là cái bề nổi, là cái bề là gọi là cái bề hữu vi á. Dạ. Là nó sẽ mình thấy được. Còn cái biết của phía bên đây, đây là biết. Và khi thêm một cái biết nữa đó là gọi là biệt. Hai cái biệt và biết thì nó thành lại giống vậy. Đó, là nó thành lại hình giống như cái số 8 mà có một gạch chính giữa. Như vậy thì một ngày nó đã có rồi. Thì chúng ta sẽ chúng ta đã có lưỡng nghi luôn rồi. Thì giống như là nó đã có hai cái này thì lưỡng nghi nó sẽ sanh ra hai cái vòng tròn đây. Đây, tượng trưng cho lưỡng nghi. Lưỡng nghi có nghĩa là có thể là âm, có thể là dương, nhưng mà cũng có thể là dương, cũng có thể là âm. Dạ. Yeah. À, như vậy thì cái chữ biết là nó nằm phát sinh ra từ cái lưỡng nghi. Và yeah, biệt á là nó biệt lập. Có nghĩa là lập đi lập lại. Lập đi lập lại là biệt. Dạ. Yeah. Ha. Như vậy thì biết và biệt có nghĩa là lập đi lập lại là lưỡng nghi. Như vậy thì có biết thì sẽ có phân biệt. Mà có phân biệt á thì chúng ta sẽ hiểu được ra gọi là tất cả, có thể có hiểu không tới tất cả. Yeah. Nhưng mà có thể gọi là tất cả. Thì cái khả năng của mỗi người hiểu. Như vậy á thì cái chữ ếch này nè. Ếch ha. Nhất tự lục. Lục là 6. Dạ. Mà 6 nó cũng là ếch. 6 nè, 6 nè. Cái chữ 6 ha. Thì tôi để 6 là lục tự là 6. 6 nghì. Nghì. 6 nghì có nghĩa là 6 nghi đó quý vị. Dạ. Mình nghi hoặc. Như vậy thì có nghĩa là một tự mà có thể là nghi ra 6 từ. Ghi ra 6 từ. Thì bây giờ mình nói tới nó đã ra vậy rồi. Thì bây giờ là mình nói về cái chữ quốc ngữ của Việt Nam mình nó cầm. Dạ. Dương cầm. Nó có là 24 chữ cái. Dạ. 24 chữ cái thì gọi là nhị tứ từ. Thì tôi để 24 nè cho nó dễ đi. Dạ. 24 chính là nhị tứ từ. Nhị tứ từ này là nó sẽ sanh ra là gọi là đại điển. Đại điển có nghĩa là đại là tượng trưng cho cái lớn, điển là từ điển hay hoặc là từ ngữ, đại ngữ hay là đại điển. Yeah. Mà cũng chính là đại ngữ có nghĩa là quốc ngữ. Cái chữ quốc có nghĩa là nó sẽ lớn hơn cái chữ đại nữa. Thì mình để là có thể là để quốc ngữ cũng được hay là để đại ngữ cũng được. Dạ. Yeah. Sanh ra đại đại ngữ đi. Ngữ. Từ sanh đại ngữ. Như vậy thì nhất tự thì lục nghì là 6 nghì. Nhưng mà nếu mà 24 chữ cái này mình gáp lại đó thì nó thành ra tới đại ngữ nè. Nhưng mà một là tất cả là một. Thì cái này nói về đại ngữ là có nghĩa là nó là tất cả. Dạ. Còn một là một tự. Là một tự. Như vậy thì tôi sẽ ví dụ về cái có cái chữ mà nó sẽ đầy đủ 6 nghĩa. Ha. Nói về cái chữ mà nó đầy có đầy đủ 6 nghĩa. Sáu nghĩa thì ví dụ như là cái chữ tu. Cái chữ tu. Cái chữ tu rồi thì đây là cái nghĩa trơn của cái chữ tu. Là một nghĩa. Thì chúng ta thêm vào một dấu quyền. Một dấu quyền như vậy á thì nó là chữ tù.
là nó có quyền. Nếu mà cái chữ tu này, cái người ví dụ như mình hành cái chữ tu hay hoặc là cái ngữ tu á, mà chúng ta có quyền, mà chúng ta lạm dụng cái quyền đó đó, thì có ngày ta sẽ ở tù. Đúng rồi. Dạ. À, rồi bây giờ á là mình thêm một cái dấu sắc là tú. Tú có nghĩa là sắc. Sắc mà quá sắc gọi là tú. Nhiều sắc. À, có nghĩa là hình tướng hay các thứ gì đó mình nhiều quá đó. Nó là các thứ vật mình thấy ở ngoài đời nó đều là màu sắc. Tượng trưng cho các thứ phương tiện nó là sắc. Dạ. Nhưng mà nếu mình chấp vào cái dấu sắc, mình biết sắc mà mình không gõ sắc, nó là chấp sắc. Thì cái chữ tu này nó có dấu sắc. Là nó sẽ thuộc về tú. Là cái chữ tu nó kẹt vào sắc. Là này là hai đó là ba ha. Dạ. Bây giờ đó tôi thêm cái dấu hỏi. Dấu hỏi này là chữ tủ. Tủ thì nó giống tượng trưng giống như là cái tủ á, cái tủ mà mình đựng đồ vậy. Dạ. Mà nếu quý vị mà hiểu được cái tủ này nó có thể là nó chứa rất là nhiều đồ. Thì ví dụ là quý vị có thể mở cái tủ này ra. Có nghĩa là mình mở rộng cái tâm của mình ra đó. Là cái tu của mình ra đó. Mở rộng cái tu mình ra để mình thu thập. Là mình học hỏi á, thu có nghĩa là thu nhờ nhận đó. Mình học hỏi để mình biết được. Dấu hỏi là có nghĩa là học hỏi đó. Thì tu cũng phải học hỏi, mình học hỏi những gì mình biết được hay hoặc là những gì mình không biết được mình học thêm. Cái dở thôi hoặc là cái hay các thứ mình học. Cái dở thì mình biết cái dở, cái nào hay cái nào giỏi thì mình cũng biết. Cái nào hay thì có thể mình áp dụng. Thì giống như cái tủ này nó chứa rất là nhiều. Dạ. Nó chứa được rất là nhiều. Như vậy thì tủ thì thường thường nó có chướng ngại vấn đề là thêm một cái dấu ngã. Ngã là sao? Ví dụ như khi ta mà đóng cửa lại, ta nói ta học đã đủ rồi, thì ta đóng cửa lại là ta đã ngã. Ta đã ngã vào cái tủ này. Ta không học nữa. Thì không học nữa thì mình đã ngã vào cái không học nữa. Thì cái tủ này đóng lại thì nó chỉ có bao nhiêu thôi. Giống như cái tủ, hoặc là khi mình đóng lại mình không có đựng vô nữa, chia sẻ hay hoặc là mình không vô nữa, hoặc mình không có chia sẻ ra nữa, mình không có chia sẻ những cái hay cái của mình đó, thì giống như cái tủ này nó đã đóng lại thì nó cũng là nó đã là ngã vào vấn đề là tủ mà không tủ. Yeah. À, ngã mà không ngã, không ngã mà ngã. Thì mọi việc giống như là khi nó không có dấu hỏi, nó không có dấu ngã thì nó cũng không có gì. Nhưng mà mình hiểu được là nó có. Cái tủ này ví dụ như khi đóng lại, em đâu có dòm thấy bên trong được cái tủ nó có gì phải không? Yeah. Thì nó là vậy đó. Khi em đóng gọi lại nó cũng đâu có gì đâu. Như cái tủ này là nó không có gì, nhưng mà nó đã có gì bên trong, nhưng mà nó là không có gì. Thì giống như là mình không mở cửa là không có ngã. Nhưng mà nếu mà khi mình chia sẻ là mình ngã ra, mình mở cửa ra để mình chia sẻ, thì mình chia sẻ như vậy á là nó có ngã. Nhưng mà ngã mà không ngã, không ngã là sao? Có nghĩa là mình không ngã vào cái tủ đóng, nó là cái tủ mở. À, rồi tới cái thêm một cái nghĩa nữa là dấu nặng. Dấu nặng. Dấu nặng là tụ. Như vậy thì các việc nó tượng trưng cho các dấu. Dấu quyền là việc gì quyền, dấu sắc là việc gì sắc, dấu hỏi là việc gì hỏi, dấu ngã là việc gì ngã. Như vậy các việc này mình đều trải qua thì mình thẩm thấu được là mình tích tụ lại, nó là chữ tụ. Tụ là nó rơm lại đó. Dạ. Yeah. Nó rơm lại hết. Nhưng mà khi cái tụ này nó rơm lại hết á, tụ mà không tụ là mới là trơn. Như vậy thì nếu mà tụ mà là tụ á, thì mình tích tụ nhiều quá đó, thì cái tụ này nó có thể nó sẽ bị nổ.
Nó nổ có nghĩa là giống như con người của mình mà khi mà mình thu thập nhiều quá, mình chứa trong mà cái tư duy của mình đó, có ngày nó sẽ làm cho con người của mình là giống như là căng nhức đầu, như hay là người học pháp mà hành nhiều pháp thì nó bị tẩu hỏa nhập ma đi, giống như vậy. Thì cũng có thể là như vậy. Yeah. Nó tích tụ quá thì nó cũng bị, có thể là bị ảnh hưởng. Tẩu hỏa nhập ma là đó, là cái thường thường cái tẩu á, là lẹ, quả là tượng trưng cho cái quả. Có nghĩa là mình á mà muốn thành đạt á, mình làm mau lẹ quá. Yeah. Là tẩu hỏa nhập ma, có nghĩa là cái quả đó đó nó chưa có chín tới cái thời kỳ của nó chín ngọt. Yeah. Nhưng mà mình thu hoạch sớm quá. Thì rốt cuộc lại là tới cuối cùng là tụ, mà tụ cũng phải chẳng, mà cũng chẳng tụ là mấy, là tu. Như vậy thì bỏ dấu hết là tu, có nghĩa là không kẹt các dấu, là đem dấu dấu hết, lại không dấu là tất nhiên là không có dấu, là dấu hết. Dấu hết là không nghĩa là không có chữ, cái dấu nào nằm ở trong chữ tu này hết. Yeah. Là chân tu. Yeah. đó là thành tụ, thành tụ mà không thành tụ là chân tu. Dạ. Yeah. Rồi. Bây giờ nói tu thì bây giờ phải nói tới đời ha. Dạ. Yeah. Bây giờ mình chia sẻ cái này là mình đang nói về gọi là kinh Thái Cực mà Nhất Tự đó. Dạ. Yeah. Thì bây giờ nói một từ ha, là chữ đời đi. Cái chữ đời này nè, là đã có quyền thì tất nhiên á, mình là một người ở ngoài đời thì mình tất nhiên mình được quyền. Anh được quyền làm những gì anh muốn làm. Dạ. Thì bất cứ anh có quyền thì tất nhiên anh được làm, nhưng mọi việc anh làm nó đều có cái việc của nó. Thì nếu mà bây giờ anh, nếu anh không có quyền, bây giờ chữ đời nếu không có quyền, anh không có mà quyền ở đời thì anh là đơi. Đơi là sao? Có nghĩa là giống như một người không có làm gì. Không làm gì tất nhiên là khi nói về đời á, thì tất nhiên anh cũng không có làm gì ngoài đời chứ. Thì giống như là không có gieo cái giống gì thì anh không có được hái được những cái quả gì. Thành ra đời là không thành tựu được những cái quả gì. Còn nếu mà anh có quyền thì anh là cái người, là người ta biết anh là cái người đời. Nhưng mà nếu anh vừa vượt giới hạn về giáo quyền thì là anh quá mức độ thì người ta gọi là anh là cái người duyên theo đời, là có nghĩa là duyên theo quyền ha, duyên theo quyền. Rồi bây giờ đó là đới. Đới là sao? Đới á có nghĩa là anh á ra đời mà anh ham rất là nhiều thứ, là tượng trưng cho sắc màu, các thứ phương tiện đó, vật chất đó, nó là thuộc về đới, là sắc màu và phương tiện. Thì anh nếu mà anh vượt giới hạn đó là đới. Rồi á tới đợi. Đợi anh đã có quyền, anh đã có sắc, nhưng mà anh thấy sao mọi việc ở trên đời này á, nó còn những cái thứ anh chưa có hiểu, anh chưa có thấu đáo. Yeah. Thì anh vẫn hỏi, tôi đã ra đời, tôi là một người đời rất là đời luôn, nhưng mà tôi cũng chưa hiểu được hết đời, là dấu hỏi. Như vậy thì nó phải có thêm dấu ngã. Ngã thì mỗi lĩnh vực, nếu anh duyên vào đời, anh duyên vào quyền, anh duyên vào sắc, anh duyên vào hỏi, mà nếu mà anh chấp vào cái nào thì nó sẽ ngã vào cái đó. Đó là anh duyên vào cái nào thì nó ngã về cái đó. Như vậy thì nếu mà những thứ này anh đều ngã hết, tại vì tượng trưng cho cái đời, thì hết kiếp này anh phải đợi.
Có nghĩa là cái kiếp này mình đã duyên theo đời, mình đã duyên theo đối sắc, mình đã duyên theo hỏi, mình đã duyên theo ngã, thì anh phải đợi. Tại vì cái kiếp này của mình đó là một người đời. Ví dụ mình muốn tiến hơn cái trường hợp chẳng hạn như là có thể mình duyên vào cái chữ đạo hay là duyên vào cái chữ tu thì mình phải đợi. Hay hoặc là nếu khi mà chưa hết đời á, mình có thể là mình không cho nó là cái đợi, mình có thể là không dính gì hết, mình không dính gì hết thì mình không dính gì hết thì tất nhiên mình bỏ đi trên này, mình còn dấu nặng thì mình chỉ dính vào cái đợi này. Nhưng mà mình đợi cái gì? Này quan trọng. Mình đợi cái gì? Bây giờ ví dụ bây giờ mình có gieo thì tất nhiên mình có trồng thì tất nhiên người ta nói gieo nhân thì sẽ có quả. Bây giờ anh gieo cái nhân là anh gieo cái giống gì thì anh sẽ đợi thời gian anh sẽ thu hoạch được đó giống đó. Bây giờ tôi đã duyên theo đời, bây giờ tôi gieo giống đời rồi, tôi sẽ biết nó sẽ là đợi ngày nó sẽ trổ ra cái quả đời. Bây giờ tôi không gieo giống đời nữa, tôi gieo giống đời nữa mà bây giờ á tôi gieo cái giống đạo, giống đạo này. Nếu mà gieo giống đạo này á, đặt nặng vào vấn đề anh là có đạo thì anh phải chịu đau. Anh chịu đau thì anh mới có đạo. Mà đau là gì? Đau là có nghĩa là công việc của mình làm. Ví dụ em làm hàng ngày, nhiều khi em về cũng nhức mỏi, em cũng phải nhức mỏi tay chân hay là suy nghĩ nó cũng bị ảnh hưởng bộ đầu óc vậy đó. Là nó đau là vậy đó. Thì như vậy thì khi em có sự đau rồi á thì em sẽ thấu đáo. Thì em sẽ đào là có nghĩa là giống như là mình bươi móc á. Mình bươi móc lên để mình kiếm những cái việc nào tốt mình làm. Là cái việc về đạo. Thì như vậy thì em sẽ đảo được. Đảo là em hỏi tôi làm như vậy là tôi sẽ chuyển nghiệp đó. Như vậy thì tôi sẽ có thể chuyển nghiệp được nghiệp, tôi sẽ đảo, tôi sẽ ngã vào đạo. Tôi hỏi như vậy thì tôi có thể chuyển nghiệp không? Chuyển nghiệp được. Anh từ một người đời anh có thể chuyển là một người đạo. Là một người đạo tu thì anh có thể ngã vào cái đạo. Thì như vậy thì anh sẽ đợi hết cái quả của cái đời của anh rồi nó sẽ tới cái quả đạo anh đã trồng. Như vậy thì không cần phải đợi một kiếp. Bởi vậy có cái câu quay đầu là bờ. Bờ là thường thường nó có hai biên, một là bờ bên đây, một là bờ bên kia. Thì ví dụ như mình đã ở cái bờ đời mà mình quay qua cái bờ đạo thì quay đầu là mình biết khi mình đứng ở chứng giữa của cái dòng sông đó, mình dòm qua phía bên đây là bờ, bên đây là đạo, bờ phía bên kia là đời. Thì bây giờ mình bước qua phía bên đạo hay hoặc là mình bước ở bên đời là tùy mình. Rồi có khi là đời đạo này tương quan nữa, cái này mình chia sẻ sau. Thì bây giờ mình nói về đời, về chữ đời, về chữ đạo rồi ha. Rồi bây giờ Dương Cầm có hỏi về vấn đề gì không? Dạ có, anh xong rồi ha. Vậy cho em hỏi là vấn đề gì em cũng thắc mắc cái chuyện này. Em cũng có thắc mắc và xin hỏi mình là giữa thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật thì trong đó ai cao ai thấp và ai lớn ai nhỏ? Quynh có thể chia sẻ cho bà con. Nếu mà nói về bốn bậc thánh này đó. Dạ, bốn bậc thánh. Bốn bậc thánh này thì gọi là bình đẳng. Dạ. Bình đẳng có nghĩa là bình là bằng, đẳng là đẳng cấp. Mỗi người có một cái đẳng cấp. Thì giống như lục độ vạn hạnh vậy đó. Mỗi người hành thì có một cái hạnh riêng. Mà cũng là dạng vị, mỗi một cái vị nó có cái vị riêng. Nhưng bốn bậc thánh này cũng giống như là bốn cái vị ha. Một là vị ngọt, hai là vị chua. Ví dụ thôi nha. Dạ. Thì nó tượng trưng vậy đó.
ví dụ mỗi một cái vị nó có cái chua là nó thường thường vị chua là của nó là cái khả năng của nó là nó chua là nó chua hết mức của nó. Yeah. Ngọt là nó ngọt hết mức của nó, đắng là nó đắng hết mức của nó, rồi cái vị cay là nó cay hết mức của nó. Như vậy thì theo như em, như vậy bốn vị đó có vị nào cao vị nào thấp? Dạ không. Hả? Thì mỗi một vị nó đều là có cái đẳng cấp của nó. Dạ. Phải vậy không? Dạ đúng. Rồi bây giờ thì mình nói về mỗi từng bậc ha. Dạ. Nói về từng bậc. Thì bây giờ mình nói về cái gọi là bậc thanh văn đi. Dạ. Thanh văn ấy thường thường thì thanh văn là gọi là đa văn. Đa văn có nghĩa là không ai bằng, là vị trí của họ. Còn nói về duyên giác á, là dạng việc, có nghĩa là không ai bằng cái việc làm của họ, thì họ rất là làm rất là nhiều việc. Còn nói về Bồ Tát á, là sự rộng lớn. Bồ Tát là rộng lớn, có nghĩa là Bồ Tát làm những việc là rộng lớn, bao la. Còn nói về Phật á, thì cao cả. Cao cả có nghĩa là sự cao cả không ai bằng. Yeah. Thì như vậy thì mỗi một cái lĩnh vực như vậy thì nó có một cái ưu điểm riêng biệt, nó mới được một cái vị trí đó. Yeah. Hay hoặc là gọi cái đẳng cấp đó. Nói về Phật ha. Yeah. Nói giờ mình nói về Phật trước đi. Như vậy thì chữ Phật là nếu ghép vào sáu nghĩa thì Phật á là nghĩa chính, thường thường ta nói có nghĩa chính và nghĩa phụ. Yeah. Cái nghĩa chính là nó tới chính, nghĩa phụ là nó khoảng năm thôi. Ví dụ anh nói vậy, nói cho em dễ lắm, là cái dấu hỏi á, nó tượng trưng giống như cái nghĩa của nó là nó sâu nó cao khoảng năm thôi. Thêm một dấu ngã nữa là giữa dấu ngã là nó là hai dấu hỏi kết hợp, nó thành ra một dấu ngã là nó tượng trưng cho cái 10. Mà khi con bẻ làm đôi thì nó chỉ có là cái nghĩa của nó là hiểu từ có nó 5. Và lần nữa chia sẻ về cái chữ U và chữ O. Chữ O thì tượng trưng cho nó giống như là 10 là 10 đó, mà cái chữ U nó chỉ có 7 thôi. Cái nghĩa chính đó, cái nghĩa sâu, cái nghĩa cạn. Giống như dấu hỏi là 5, dấu ngã là 10 vậy đó. Như vậy thì cái dấu nặng này tượng trưng cho là cái dấu nặng này nè, là nó tượng trưng cho là 1 dưới 10. 1 dưới 10 là 1 dưới 0 là 10. Thì ghép lại là 10 nhưng mà bỏ số 0 là 1. Thì cái dấu nặng này nó là tượng trưng cho 1. Là thường thường người ta nói là 10 dưới 1. Mà 10 á là thập, cũng là thành là dấu nặng. Như vậy thì dấu nặng này nó cũng tượng trưng cho 10 đó. Dạ. Tại vì khi em viết một cái dấu thập, nó sẽ có một cái tâm chứng giữa. Chứng giữa là tượng trưng cho cái dấu nặng này, bất di bất dịch. Như vậy thì Phật là đặt nặng vào vấn đề là thập. Phật là thập, là 10, cũng là 1. Như vậy thì cái nghĩa của Phật là gom lại là dấu nặng, đặt nặng vào Phật. Mà cũng là đặt nặng vào vấn đề là cái hạnh của Phật là không có làm Phật lòng ai. Thành ra là cái nghĩa chính của chữ Phật là đặt nặng, là dấu nặng. Thành ra Phật thì không dùng được quyền, không dùng được sắc, không dùng được hỏi, không dùng được ngã. Tại vì dùng những cái thứ này nó vẫn là nghĩa phụ, không nghĩa chính. Yeah. Có nghĩa là nó không có cao, hoặc là nó không, bởi vì Phật cao cả, thành ra Phật không có dùng những cái dấu. Ví dụ như Phật có quyền á, thì Phật kẹt vào quyền thế á. Dạ. Phật có sắc á thì Phật phải kẹt vào sắc. Phật có hỏi á thì Phật kẹt vào hỏi. Phật có ngã đấy thì Phật kẹt vào ngã. Thành ra Phật chỉ có nặng thôi. Đó là hạnh của Phật. Như vậy thì không có những thứ này là Phật là cao cả. Không có thứ này thì thế tôi là ở thế người tôn lên là Phật là cao cả. Dạ. Rồi.
Rồi tới Bồ Tát đi. Như vậy thì Bồ Tát là sao lại gọi là rộng lớn? Nói về chữ Bồ đi ha. Cái này là mà gọi là nó bên gọi là kết lại là nó hai từ rồi. Thì cái như là này là qua thiết qua bên Thái Cực Lưỡng Nghi ha. Dạ. Đi. Rồi chữ Bồ có nghĩa là Bồ Tát này có quyền. Có quyền làm những gì mình được làm. Dạ. Nếu mà có quyền như vậy thì nó mới rộng lớn. À, nhưng mà nhớ rằng Bồ Tát á, có quyền nhưng mà chấp quyền á, là ở thế người ta sẽ không công nhận là Bồ Tát. Tại vì mình là vượt cái giới hạn của cái giới quyền. Thành ra Bồ Tát biết quyền, không quyền mới là Bồ Tát. Như vậy thì bắt đầu Bồ Tát có quyền rồi. Như vậy thì Bồ Tát cũng có sắc. Theo như Phật hạnh Phật nãy mình cũng chia sẻ thì Phật thì theo như Phật thì có thể là bố là làm cha, có thể không là bố làm cha cũng được. Phật cao cả mà. Dạ. Tượng trưng cho cái bông sen nở vậy đó. Là có nghĩa là trắng trong thanh lọc. Thì nhưng mà Bồ Tát á thì được quyền làm bố có sắc. Rồi Bồ Tát á cũng có thể là bổ sung cho mình học hỏi thêm để mình biết được là mình là làm những chuyện rộng lớn. Nhưng Bồ Tát nhớ rằng là bổ có ngã. Nếu mà mình có ngã thì nó có ngã rồi đó thì sẽ nó sẽ mất quyền. Tại vì cái từ này nó đã chấp quyền rồi. Mình nếu mình có mình chấp quyền mà mình thêm vào dấu ngã thì mình phải bỏ quyền. Bỏ quyền như vậy thì mình bỏ quyền là nó sẽ ngã. Sẽ ngã vào ngã bổ. Như vậy thì Bồ Tát cũng có thể là bộ. Làm chữ bộ này có thể mình đi hành á. Khi mà đi hành á mình học hỏi á có thể mình biết nhưng mà không biết. Có thể là mình giả bộ. Giả bộ ta thường thường ta gọi là còn gọi là khinh tóm á. Thì mình có thể mình giả bộ để mình học thêm kiến thức cho mình. Mà cũng bộ này cũng có thể là mình là làm bộ. Có thể là làm bộ gọi là bộ trưởng á, bộ trưởng trong nhóm á. Yeah. Có thể là bộ trưởng trong nhóm. Bồ Tát thì có thể làm bộ trưởng trong nhóm được. Hay gọi là quản lý toàn bộ được. Rồi bây giờ nói về cái tát. Tát thì chữ tát thì nó chỉ có hai nghĩa chính thôi. Mấy nghĩa kia giờ mấy nghĩa kia là nó cả như là nó chỉ có khoảng 1-2 thôi. Cái thấp của cái từ phụ đó thì mình không đưa đi đây cũng được. Bây giờ chữ tát này là nó hai có hai dấu là hai dấu này là nó sẽ có cái sự hiểu sâu là cái mà dấu nặng và dấu sắc. Thì Bồ Tát được làm những gì nó có sắc. Có sắc là ví dụ phương dùng phương tiện để quá duyên cho người. Có thể là dùng cái phương tiện để gọi là mà độ đó, độ là giúp đó. Có thể là độ người, giúp người. Dạ, yeah. Cũng như là những người mà làm từ thiện có thể mượn cái sắc diện để mình đi quá độ và giúp đỡ cho mọi người. Dạ, yeah, dạ, yeah. Như vậy. Như vậy thì là gom lại là Bồ Tát làm được việc rộng lớn ha. Dạ. Yeah. Rồi. Duyên giác. À, hồi nãy mình cũng cái nhận duyên chia sẻ thêm là cái hồi nãy là gọi là cái lưỡng nghi mà mình không nói Bồ Tát với cái lưỡng nghi. Yeah. Nếu mà nói về Bồ Tát mà có thể gọi là anh có thể là nói về anh Phật á thì cái này là lưỡng nghi là tư nghi thì yeah. Có thể ai cũng có thể là mình sẽ có cái sự suy nghĩ về một cái riêng cá nhân của mình.
là tư là riêng tư á, yeah. Nghi là nghi đó, mình có quyền. À, như như vậy thì tôi sẽ chia sẻ thêm về cái tư nghi là cái quyền riêng tư á. À, về vấn đề hồi nãy là Bồ Tát à, có thể chia sẻ thêm không hay là cái đó khỏi à? Dạ mình cứ nói đi, mình cứ nói được à. Nói thì nói cho hết để tại vì theo như bây giờ á là anh có thể hỏi Duyên Cầm đó là hồi xưa giờ có lẽ người ta nói cái quả vị Phật có thể là cao cao cả và có thể lớn hơn những quả vị khác. Dạ. Yeah. Cao cả thì đúng rồi đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà mình nói là đẳng cấp thì không ai lớn ngay. Dạ. Yeah. Nhưng mà thật sự ra Bồ Tát á, quả vị của Bồ Tát á là anh Phật. Dạ. Yeah. Để mình chia sẻ thêm về vấn đề Bồ Tát là sao gọi là anh Phật. Bồ Tát. Bồ Tát á, là nếu mà nữ nghi á, là cái này là nữ nghi là tư nghi á nha. Dạ. Yeah. Bồ Tát là bát. Bát tố hay gọi là bát tổ đó. Tố đi, tại vì có thể là khi Bồ Tát còn có sắc cho rằng mình là anh Phật cũng cũng được. Tại vì khi cái chữ bát này nè nó cũng là nằm vào cái số 8. Dạ. Số 8 thì cũng là bát. Mà chữ bát á có nghĩa là giống như là tượng trưng cho là anh vậy đó, anh của cha. Thường thường mình ví dụ anh của cha mình cũng gọi là bát. Dạ. Là vậy đó. Thì Bồ Tát có thể là làm cha, là làm bố đó, mà cũng có thể làm anh. Dạ. Để là làm những cái chuyện rộng lớn. Thành ra Bồ Tát có thể nói là làm được những nhiều chuyện hơn. Tại yeah. vì Bồ Tát đủ được 6 nghĩa. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình nói tới duyên giác. Yeah. Duyên giác. Duyên giác, duyên giác, dạng việc đi ha, việc thì việc làm đi. Thì duyên giác là dạng việc, thì những người mà làm được dạng việc, thì công sức của mình bỏ qua ra, mình làm được dạng việc, thì chính là mình đã là hạnh của duyên giác. Thì cũng là đẳng cấp. Đẳng cấp. Dạ. Yeah. Nhưng mà mỗi một cái một vị một cấp bậc thì đều có cái đẳng cấp riêng. Ừ. Cho nên không có ai mà gọi là cao hơn. Ừ. Cũng giống như là mỗi một cái vị á, một cái vị ngọt, vị chua, vị đắng với cái vị cay đó, nó đều có một cái đẳng cấp. Dạ. Yeah. À. Thì như vậy thì mỗi người hành gọi là lục hạnh, mà lục độ thì vạn hạnh, thì tượng trưng cho mỗi một cái việc hành. Thì bây giờ mình chia sẻ thêm hồi cấp cái đề thi là 1 cộng 1 bằng 1 thì bữa hổm hình như có chia sẻ qua cái clip trước rồi đó Duyên Cầm. Dạ. Yeah. Bây giờ anh sẽ nói thêm là vấn đề là bất luận dân tự. Thì anh coi hết ha. Dạ. Yeah. Bất luận dân tự, kiến tánh thành Phật. Chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì? Là cái gì? Thì hổm mình có chia sẻ là anh có nói là không phải là cái biết, nhưng mà cũng không ngoài cái biết. Tại vì cái biết á, là nó còn mang cái dấu sắc. Cái dấu sắc là em mới cảm nhận được, lộ ra là em biết mới là biết. Như vậy thì gốc gáo cái câu của cái câu trả lời này á,
là cái biệt. Cái biệt như vậy là nó nằm ngay gan chỗ này nè, là một dấu chấm. Một dấu chấm này là tượng trưng cho cái chữ biết và cái chữ biệt. Khi cái chữ biết á, là nó là lưỡng cực thì nó sẽ sanh ra là cái biết. Và khi lưỡng nghi á, nó lại là đặt nặng vào vấn đề á, là có cái dấu nặng. Lưỡng nghi, lưỡng nghi ví dụ như vậy thì nó sẽ không đủ một cái chiều 360 độ để vận hành cái càn khôn. Như vậy thì nó không ra được cái tâm này. Cái tâm này là chính là một cái dấu nặng. Như ví dụ như thường thường đó là một cái hình tròn như vậy là gọi là một thiên. Vẽ thêm một hình tròn này là một thiên nữa là gọi là chính giữa cái nữa. Tiểu thiên, trung thiên và đại thiên. Thì nó tượng trưng cho cái vô cực. Cái vô cực này thì nó vô cực là nó chưa có phân chia ra số 1. Nó là ba cái hình tròn. Nhưng mà một cái chấm chính giữa này nếu nó nhỏ quá thì chúng ta không nhận ra được cái hình tròn, ta chỉ nhận ra được cái dấu chấm thôi. Dạ. Cái này cũng gọi là một cái nguyên tử đó. Nguyên tử, chữ tử có nghĩa là nhỏ. Nguyên cũng là nguyên thủy. Là một nguyên tử. Là gọi là một cái phân biệt. Là cái gì? Là cái biệt. Nếu cái biệt á, nếu để chữ phân nó là còn phân. Như vậy đó là chỉ là một chấm. Một chấm đây. Rồi bây giờ tới mình nói về cái câu hỏi mà bên nguyên bổn đó thì có là 6 câu, mà mỗi một câu nửa điểm, 6 câu là được 3 điểm. 3 điểm như vậy thì mình sẽ chia sẻ về vấn đề là 6 câu. Nhưng mà để coi có thể chia sẻ hết hay là mình cái nhân viên chia sẻ cho quý vị, để có thể là chia sẻ quý vị một điểm. Rồi khả năng của quý vị có thể là niệm Phật á, trì câu lục tự á, rồi hàng ngày quý vị sẽ thẩm thấu ra thêm. Dạ. Chứ nếu mà chia sẻ, nhiều khi chia sẻ hết rồi sao nó dễ dàng quá. Yeah. Như vậy thì mình sẽ chia sẻ về ngắn gọn cái vấn đề, cái câu hỏi, cái câu này là chữ đầu là gọi là phước nào và nhiều hơn các phước ha. Dạ. Yeah. Thì tôi sẽ giải thích là phước nào nhiều hơn các phước, là bây giờ là tôi sẽ để là trả lời cái thẳng luôn ha. Dạ. Yeah. Là phước vô nhiều là nó còn vào cái nhiều. Như vậy nếu không còn nhiều là nó thà vô. Vô là sao? Ví dụ cái bình hay cái chai gì đó, nếu mà em rót nước vô mà nó đầy bình ấy, thì nó đâu còn vô được nữa, phải không? Dạ. Yeah. Giống như ta làm phước mà ta thấy nhiều á là nó đầy á, nhiều tượng trưng giống như nó đã đầy rồi thì nó không vô được nữa. Yeah. Thì như vậy thì nó không, nó sẽ là nhỏ hơn cái vô. Nếu mà cái đầy rồi nó không còn, nó không không còn nhận được nữa, còn vô là nó tất nhiên nó còn nhận được nữa, thì tất nhiên nó sẽ là nó sẽ bao la hơn cái đầy. Như vậy đó là phước vô. Mà cái đối với cái phước vô này nè thì nó cũng tượng trưng cho chúng ta làm các việc phước nhiều. Nhưng mà ta nghĩ rằng là ta vô hoài mà nó không có đầy, nó không có đủ. Nó không có đầy, nó không có đủ thì nó mới rốt ráo là nó đúng là gọi là vô. Yeah. Rồi cũng như là ví dụ như chúng ta làm các việc phước hàng ngày mà chúng ta cho rằng là chúng ta đã có làm việc phước đó, và chúng ta ví dụ như ta đi lại anh em bè bạn gì đó,
chúng ta nói là tôi đã làm cái việc đó, đó là tôi đã bố thí hay tôi đã làm những cái chuyện bắt cầu bồi lộ gì đó ha, thì nó không đúng vào cái chữ vô này. Dạ. Yeah. Như kiểu nó như là mình làm mà thấy tôi làm nhiều lắm rồi, như thật ra chữ hữu là nó làm chữ ngã đó. Yeah. Chữ hữu nó có cái dấu ngã, mình ngã vào cái việc mình ngã vào cái việc làm của mình thì nó sẽ mất đi chữ vô. Giống như cái chữ vô này thường thường lấy dụ như nó cũng thêm dấu ngã vậy đi, nó là vỗ, anh đâu còn là vô đâu, tại vì anh đã thêm dấu rồi. Rồi thì cái chai á hoặc là cái bình á, nếu mà nó vô nó không đầy á, thì nó vô hoài nó không đầy á, thì gió nó sẽ bị ngã, mà khi nó đầy rồi á thì nó sẽ không ngã. Nhưng mà nó ngã mà nó không ngã, nó ngã không ngã mà ngã. Ý nghĩa có nói là ví dụ như chúng ta đã hiểu được cái ngã thì chúng ta mới không ngã, mà chúng ta chưa hiểu được cái ngã chúng ta còn phải đợi bị ngã. Rồi tới đức nào cao hơn các đức, phước nào, rồi coi tới hiếu nào cao hơn các hiếu, thì hiếu nào cao hơn các hiếu, hiếu đạo. Sao là hiếu đạo? Thường thường á, những việc hiếu á là ví dụ chúng ta lo cho cha mẹ ha, chúng ta lo cho cha mẹ ông bà, mà chúng ta dùng cao lương mỹ vị các cái thứ món ngon để cung phụng cho cha mẹ và ông bà đó, đó gọi là tiểu hiếu. Tiểu hiếu tại vì khi chúng ta lo cho cha mẹ ông bà mà ta dùng các món đó đó, thì mình là trực tiếp, cha mẹ ông bà là gián tiếp. Có thể bỏ cái sắc thân này thì sẽ còn lại cái nghiệp nợ của những cái món ăn đó. Chúng ta khi chúng ta là trực tiếp thì chúng ta bị nặng, còn cha mẹ ông bà thì bị nhẹ hơn, nhưng mà cũng vẫn là bị mắc vào cái phản đó. Rồi tới gọi là trung hiếu. Thường thường á có là tiểu, trung và đại. Đại thì nó cái từ đại á là nó tượng trưng giống như cái là cái đạo vậy đó, nhưng mà nó là y, có nghĩa là y vậy. Nhưng mà nếu mà hiếu đạo là cha mẹ mà được hướng vào đường đạo là quý nhất, mà đạo á là cái sự đạo á thì nó rộng lớn hơn cái chữ đại. Tại vì á chữ đại á là nó chữ y là nó là nhất, nhưng mà nhất á là nó thua cái chữ dấu cái số không. Chữ không là có nghĩa là nó là vô biên. Thì mình nói về tới cái trung hiếu ha. Cái trung hiếu á là như có thể là mình phiên được cha mẹ mình á, là có thể là ăn chay để hạn chế về vấn đề là sát sanh, để nhẹ đi cái nghiệp ha. Rồi làm những việc từ thiện để tạo thêm phước đức, phước điền. Như vậy thì mình được là gọi là trung hiếu, là bậc trung hiếu là nó khoảng 5 đó. Còn tiểu hiếu là giống như là từ khoảng là 1 đến đến 5. Còn bậc trung là từ có thể là từ 5 sắp lên. Rồi tới mình nói tới đại hiếu. Đại hiếu là cao và có thể là giống như là đạo hiếu. Nếu mà mình hiếu đạo là đạo hiếu. Thì đạo hiếu là mình có thể là có nhân duyên sao mình phiên, hoặc là mình nói với cha mẹ, mình phiên cha mẹ mình được hướng vào cái đạo.
cái đạo thì thường thường nó cũng rất là nhiều đạo, nhưng mà thường thường đạo thì chủ trương về vấn đề lòng lành làm thiện. Như vậy thì mới là đại hiếu. Tại vì có thể cha mẹ mình có thể là giải thoát về vấn đề là qua cái sáu nẻo luân hồi. Từ phẩm có thể là từ phẩm sẽ cao hơn là phẩm lên phẩm tiên rồi bốn bậc thánh. Như con người của mình là hiện tại là mình ở phẩm thứ năm nha. Ở phẩm thứ năm á, thì như vậy thì nếu mà có thể là có đạo, thường thường đạo là thánh tiên, thì trong ba gọi là tam, gọi là trong Phật thánh tiên này nè, là có cái đạo để tu thành tiên, thì Phật là tất cả, Phật là bao gồm hết. Rồi bây giờ mình chia sẻ hai câu này là quý vị hiểu, là quý vị sẽ được điểm rồi đó. Dạ. Rồi Dương Cầm có gì hỏi không? Dạ, nãy giờ cũng 50 phút rồi. Thôi thì cũng tới đây thì mình tạm nghỉ để kết thúc clip này đi. Rồi có gì mình chia sẻ tiếp. Dạ. Rồi vậy mà Dương Cường cũng xin kính chào quý vị và các bạn gần xa mà trên năm châu bốn biển ha, trên toàn thế giới. Và nếu mà có ai có nhân viên xem được cái clip này, thì cũng như là cái vấn đề tôi chia sẻ để quý vị có thể là có nhân viên thẩm thấu được, để mình biết được mình hành vào cái hạnh và cái khoản nào của cái sự hành của mình. Hành cũng là hạnh đó quý vị. Là cái mà phương diện một cái vị trí của mình. Rồi xin kính chào quý vị và các bạn gần xa ha. Dạ. Dương Cầm cùng với anh Phú An Giang thì cũng xin mến chào quý vị khán giả. Chào Quân Cường. Dạ. Yeah.